Lão Hàng. Ở vợ chồng A Phủ. Sao có tình sống vậy? Không. Vợ chồng A Phủ ai để đặt tên cho dòng sông? Hello, xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với S Channel. Hiện tại đang là 6:30 sáng và ngày hôm nay thì các bạn học sinh lớp 12 sẽ chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2019. Và ngày hôm nay thì mình sẽ quyết định chờ sẵn ở một điểm thi để cùng đoán xem là các bạn học sinh mà sau khi thi xong môn ngữ văn thì sẽ có những cảm xúc như thế nào, và hãy cùng chờ đón với mình nhé. Ok, bạn nào mà nhắm được điểm cao hoặc là được bố mẹ thưởng sau khi thi xong thì mình gợi ý cho các bạn luôn là chiếc Redmi Note 7 đang có những chương trình ưu đãi rất là hấp dẫn ở cửa hàng Sabonet. Link thì mình sẽ để ở phần bên dưới và các bạn quan tâm thì có thể click vào xem nhé. Trời ơi, em đã nói rồi đó, đừng bao giờ khinh thường người khác. Nhìn mặt em ngu vậy thôi chứ em đoán đúng đề rồi nha chưa. Trời đất ơi, đó là cái kết. Em ơi, cảm xúc của em sau khi làm xong như thế nào? Không, em thấy cũng được à. Dạ không khó, đề này học bài là làm được. Dạ cũng dễ à. Em thấy bình thường. Dạ không, em biết trước luôn. What? Dạ em, tại vì em coi thử cái đề minh họa nó ghi là sự thay đổi nên em đã hình dung được là một với hồng chân ba, thứ hai là những sự thay đổi với dòng sông thôi. Dạ không, mà đề năm nay em thấy dễ. Dạ cũng được chị. Dễ hả? Dạ không, nhưng mà có mấy câu đọc hiểu chị, là nó hỏi cái đoạn đó thì nó hơi khó một chút. Em thấy bình thường, có bình thường, có độ bình thường. Cũng bình thường, không khó, không dễ. Dễ, dễ chị. Dễ hả? Dạ. Dạ không, em không trúng tụ. Không có tủ đè nhưng mà làm được. Vợ chồng A Phủ với lại sông Đà với sông Hương luôn. Dạ không có tủ học hết nên là làm được. Dạ không tủ à. Không tủ. Dạ làm được. Em làm học bình thường hết à. À tại em đâu học gì đâu chị, em thấy bình thường. Xém chìm thôi chứ chưa chìm. Dạ không. Không bị tủ đè. Trúng tủ không? Dạ không luôn. Hôm qua em vừa học xong bài đó luôn. Dạ có, em cũng bất ngờ là nó ra lần này là sông Hương. Mà nó không ra cái nào khác kia, là em môn vợ chồng Ma Phủ với lại Tây Tiến Việt Bắc rồi là nhiều. Dạ em, tại vì em đi học hai con sông thôi. Em môn sông Đà với lại vợ chồng Ma Phủ. Dạ không, em môn vợ chồng Ma Phủ. Vợ chồng Ma Phủ. Bài vợ chồng Ma Phủ. Bài vợ chồng Ma Phủ. Em nghĩ là 6-7 điểm hả chị? 6-7 điểm hả? Dạ, đề năm nay thì không có quá sức lắm, nhưng mà có cái dòng sông Hương thì hơi khó hả chị? Em làm được trên 50%. 6-70%. Năm nay dễ hơn chứ. Dễ hơn. Dạ không, em thấy bình thường. À nãy em nói chị là ra đề nào em cũng... Đường thương đau đầy ải nhân gian, ai chưa qua chưa phải làm. Cũng vừa, nhưng mà xém chìm thôi. Dạ, tại vì không có biết được ra cái đề sông đó. Dạ, 6-70%. Dạ chắc 70%. Dạ em nghĩ là em trên trung bình 70-80%. Khoảng 60-70%. Đối với em là thấy đề cũng bình thường, tầm 6-7 điểm. Sông Hương. Có thể ăn năn. Sông Hương. Mình mong toàn là sông Hương. Em anh như chưa từng sông Hương. Và một lần nữa mình muốn nhắc lại cho những bạn nào mà đang nghĩ đến chuyện là tặng cho mình một món quà hay là được bố mẹ thưởng một món quà thì có thể truy cập vào trang web của Sabonet, tại vì Redmi Note 7 đã có những chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn dành cho các bạn đó nha. Trời đất ơi, các bạn mà coi Arsenal là các bạn đoán đúng đề rồi. Năm nay đề của chúng ta chính là ai đã đặt tên cho dòng sông. Có vẻ như là các bạn thí sinh của chúng ta đã bị tủ đề khá là nhiều. Và các bạn thì các bạn đánh giá như thế nào về đề văn năm nay, hãy để lại bình luận cho tụi mình ở phần comment phía dưới. Và nếu thấy hay đừng quên like, share và subscribe cho Arsenal. Và ngày mai, ngày mốt thì tụi mình vẫn sẽ đồng hành với các bạn học sinh trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia. Và hãy cùng chờ đón những video trên Arsenal nhé. Bye bye, nhớ subscribe kênh Arsenal.